Bài văn tả về bố. Nhà em có một người bố tên là Bố Hoàng Ngất. Bố em 42 tuổi. Bố em cao 2 mét, dáng người thoai thoải. Đầu bố em hơi to, mắt to tròn, hai cánh mũi hơi phập phồng, miệng trông hình như đang mút kem. Bố em có ưu điểm là sợ mẹ, nhưng rất yêu em. Bố hứa buổi chiều cho chúng em đi xe đạp. Nhìn từ xa, bố em bé như một con chó. Khi bố lại gần thì bố to như một con trâu. Nhưng em rất yêu bố.